Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là anh Mạnh Thèo đã bị cụt chân. Vâng, anh ấy đang nỗ lực để lên dốc. Vâng, anh ấy sắp lên dốc rồi. Tiếp, đấy, vâng, đây là đằng sau của anh ấy. Vâng, anh ấy đang nỗ lực. Vừa lên. Rất là nỗ lực. Quay mặt. Vâng, đây là chân dung của anh Mạnh Thèo, vâng. Mẹ ai, phóng viên ở báo nào đây, chứ anh chạy ra à? Việt Nam đấy. Lái được. Mày sao một vòng anh có cảm xúc nào? Trời ơi, lái. Mai clip này của anh sẽ được ở trên tin tuần giáo. Cảm ơn anh rất nhiều.